Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Và nếu thấy hay thì nhớ thích và chia sẻ để mọi người cùng xem nhé. Tốt Chuyện Hay sẽ cập nhật những nhận định mới nhất, những diễn biến mới nhất của mùa quân cúp. Các bạn đăng ký để theo dõi sớm nhất nha. Trong video ngày hôm nay, chúng ta soi kèo nhà cái đưa ra trong hiệp một trận đấu giữa Colombia và Nhật Bản để có thêm căn cứ dự đoán kết quả trận đấu. Không có sự chênh lệch quá nhiều về thực lực giữa các đội ở bảng H quân cúp năm nay nên quyết tâm của cả Nhật Bản lẫn Colombia cho trận đấu đầu tiên này là vô cùng lớn. Với thực lực nhỉnh hơn, Colombia vẫn được đánh giá cao hơn cho một chiến thắng ở trận đấu này. Một hiệp đấu đáng chờ đợi cho những người yêu mến bóng đá tấn công. Cả Colombia lẫn Nhật Bản đều không giỏi trong việc phòng ngự và đã quá quen với nhau nên không có chuyện thăm dò ở trận đấu này. Colombia đang được nhà chuyên môn đánh giá rất cao cho một chiếc vé đi tiếp ở bảng H. Việc sở hữu khá nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu trải đều ở cả ba tuyến giúp cho đội bóng của Beckerman chiếm ưu thế ở bảng đấu này. Nhật Bản kết thúc lạch trận giao hữu của mình bằng trận thắng trước Paraguay. Một tín hiệu vui cho những người yêu mến đội tuyển Nhật Bản, nhất là khi trước đó họ để thua 3 trận đấu liên tiếp. Đại diện của bóng đá châu Á đang tỏ ra có vấn đề trong cách nhập cuộc của mình trong thời gian gần đây. 3 trận đấu liên tiếp Nhật Bản đều bị dẫn trước khi tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên. Rõ ràng huấn luyện viên Nishino cần có những tính toán hợp lý ở trận đấu này khi khả năng tấn công của Colombia là điều không cần phải bàn cãi. Trong khi đó, khả năng ghi bàn của các cựu binh như Honda hay Okazaki đang bị nghi ngờ rất nhiều, nhất là trong hiệp 1, khi trong 4 trận gần nhất Nhật Bản chỉ có thể ghi được một bàn trong 45 phút đầu tiên. Trước một Colombia được đánh giá cao hơn, có lẽ khó khăn dành cho Nhật Bản sẽ còn tăng lên gấp bội. Colombia đang được chờ đợi cho chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết quân cúp năm nay. Với dàn hỏa lực mạnh hơn, có thể một màn phủ đầu sẽ được James Rodriguez cùng các đồng đội tạo ra và khả năng họ kết thúc hiệp 1 với